Hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật các dòng xe máy cũ cho em ha. Đây là một số cái mẫu xe khách mua mô tô đổi lại cửa hàng. Thì hôm nay thì cửa hàng lại tiếp tục lên sóng để cập nhật báo giá cho anh em ha. Anh em mà quan tâm thì mình có thể là để ý kỹ ha. Đầu video thì mình sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Chí Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Và số điện thoại và địa chỉ thì mình có ghim trên màn hình và với phần mô tả ha. Anh chị em mà quan tâm thì có thể là inbox số Zalo trên màn hình ha. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc anh em nhé. Anh em mà ở xa không đến được thì cửa hàng có ship xe toàn quốc cho anh em luôn. Nên anh em chỉ cần cọc vài triệu thôi, 2-3 triệu cửa hàng sẽ ship xe thôi. Đó. Còn anh em ở gần thì mình cứ đến trực tiếp để mình xem xe nhé. Đó. Rồi thì địa chỉ cửa hàng này nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Giang Bình Dương nhé. Đó. Anh chị em nếu mà rảnh thì mình có đến trực tiếp để mình xem xe. Xe thì rất là nhiều cái mẫu xe, từ dòng xe số, xe tay ga, xe côn tay đầy đủ ha. Rồi thì đồng hành mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá của mình nhé, bạn Trọng Dạ, xin chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Thắng sẽ ha. cập nhật cái xe khách đổi hiện có trong cửa hàng cho anh chị nhé. Đầu Rồi, tiên ok. là hôm qua mới đổi được con là Sachin này anh Đây, em. Sa chia ha. Đấy. Suzuki Này thì Sachin. zin nguyên bản luôn ha. Phần gió zin nguyên bản luôn. Xe đi 23.000 cây rồi. Đó, 23.000 cây. Đó, Máy vỏ móc ở trước êm nha. sau thì còn rất là dày nha luôn nha. Máy móc êm thì thầm anh em. Máy móc êm, đấy, Biển bô 67 zin, của đu An zin. Giang. Zin toàn tập luôn á. Đấy, con này Xe đi rất đẹp. hai mấy ngàn này Hai ha. ba nghìn. 23.000 cây Đó. ha. Chiếc này thì để cho anh chị Đó. có 25 triệu 8 thôi. Đó. Đấy. Giá rất là mềm, dễ chơi nha anh em. Đó, 25 triệu 800 và tất cả cái dòng xe mà cửa hàng bán thì đều được bảo hành máy móc là 6 6 tháng tháng em hết. nhé. Đó, đúng rồi. Đó. Bảo hành máy móc 6 tháng. Có hỗ trợ anh em rút hồ sơ. Cái giá Đó, này tên chưa hết. bao gồm phí rút hồ sơ anh em Chưa ha. anh, xe nhỏ là chưa bao gồm Đó, nhé. những cái dòng xe máy cửa hàng bán là chưa bao gồm phí rút hồ Đúng rồi. sơ, anh Anh em nào em rút hồ sơ thì cửa hàng hỗ trợ ha. thêm phí vào cho em rút cho. Rồi. Ở xuống dưới này thì có em Mẫu qua được AB đầu bò AB hả? đầu bò. AB đầu bò. Đó. Biển là 61 Bình Dương luôn, 2012. Con này thì em bán xe thôi, không có rút hồ sơ sao, chỉ có 10 triệu thôi nha anh em. Con này 10 triệu, nói Rất chung là là mềm. bao tranh chấp thôi ha. Đó, chấp biển Đấy. 61 Bình Dương. Máy Đó, móc đều 10 lên triệu được. thôi, Rất dàn là êm áo nha. thì liền lạc, Đó, máy về móc nghe cái êm. nổ luôn. Thì thầm. Về nó hai cái bên này nó chảy quá thì chảy em đi sơn lại. Nên là sơn lại một xíu đây rồi ha. Đó. Xe Rồi. này rẻ quá mà cho nên anh em đi toàn quăng quật không. Đó, Cho nên ok, là thì về phải sơn có lại 10 giữ triệu thôi, 10 triệu 10.800. 3. Đó, Biển xe 61 ha. cả về giấy tờ đầy đủ luôn anh em, yên tâm chơi. Rồi. Tiếp Đây đến thì là có con Winner V3. Unix V3. Con này là biển số 71 của Bến Tre, Đó, xe ABS ha. 2022 ABS đi có 4.000 cây thôi. Xe thì bao tranh chấp rồi, bán bao tranh chấp rồi anh chị nhé. Rồi. Xe thì có Đó, mới luôn xe em mới nhé, tinh lướt có cực 4.000 kỳ cây lướt thôi anh luôn. em. 4.000 cây ha. 4.000 cây, đăng ký. Chiếc này thì để cho anh chị có 258 thôi. Xe sạch đẹp. 25 triệu 800 mới Giá đi rất là 4.000 cây ha. hợp lý nha anh em. Rồi. Xe Hôm này nay thì có con mẫu là màu đen Winner đỏ. XV2. Màu đen đỏ nha anh em. Đó, cũng là ABS em nhé. ABS đi 25.000 cây rồi. Biển 61 Bình Dương luôn. Đó, chiếc này thì để rẻ cho anh chị luôn. 20 triệu 800. 20 triệu 8 ha. Con này như mới thay vỏ này, Đúng không? Chủ còn gài xe thì gió luôn về nhé. mới thay cặp vỏ thôi, Đó, mới anh kiêng. em về là không phải thay vỏ luôn Rất là đẹp. Đúng không? ha. Xe đen đỏ rất là Ok cứng ha, nghe. rất là cứng xe. Tiếp xuống dưới này, em còn này con này biển 83 của Sóc Trăng. Tất cả đều là bản ABS nhé, không có bản thường Winner V2 á. Bản Ok. ABS mà nó rẻ quá trời rẻ rồi. Con này là biển 83 Sóc Trăng ABS đi 45.000 cây. Chuẩn hóa đô nhé. Máy móc là thích để cho anh chị có 18 triệu 8 thôi. 18 triệu 8 thôi, rất là rẻ nha. 18 triệu 8 là có ABS em nhé. Rất là rẻ luôn. Đó, 2020 rồi. Sao về con này? Chỉ có màu Con này đen là nhám này. biển số 71 của Bến Tre, màu đen nhám, phục màu vàng đồng, rất là đẹp nha anh em. Đi 20.000 cây thôi. Đấy. Đó, máy là êm. Đi cái bộ của Sonic mà rất là êm nhá. Gọn Rồi. xe. Chiếc này thì để cho anh Ok. chị có 19 tá rồi. 198 đó, biển 71. Sau này có con biển là 7, gốc của nó là 70 Tây Ninh nhưng hồ sơ em đang rút rồi. Ok, đấy, Con này là ABS ha. bao rút hồ sơ cho anh chị 218 nhá. 20 triệu. 218 bao hồ sơ. 218 bao hồ sơ gốc cho anh Đó, chị, xe 21 sạch đẹp. triệu 800 bao hồ sơ luôn. Hồ sơ đang rút rồi ha. Đang rút rồi.
Đó. Xuống dưới này còn mẫu Winner V1. À, Winner V1 này. Đầu tiên là con là màu vàng vàng đen rất À, là cứng vàng đen. xe. Biển Đấy. 86 Bình Thuận. Con này nhìn khá là cứng nhé. Đúng đẹp Nhìn luôn. cứng xe lắm em nhé. Áo này dần chân này. Đi 42.000 cây. Đó. Ừ. Hết xăng. Hết xăng. À, cái Honda để lâu quá quên mất hôm nọ chưa nổ. Ok. Nổ được nhưng Đó. để chín năm Ok. nổ làm nổi. Đó, Này thì 27 để các anh chị có 15 8 thôi. 15 triệu 8. Rồi. Tiếp đến con này, Winner màu đen nhám. Đến nhám. Con này là 2018 nha anh em, biển 17 của Thái Bình. Đó, xe zin toàn tập đẹp, sạch đẹp lắm. À, đi thuê bô. Ok. Con này thì để cho anh chị có 15 8 luôn. Đó, 15 8 luôn ha, Cũng biển 15 8. 17. Rất đẹp. Rồi, đây Xe máy có màu quả VS này. VS VS con biển ha. 60 Đồng Nai này. Máy là Đó. zin đấy anh em. Máy là zin, dàn Máy. áo thì có làm lại. Đó, máy móc quá êm luôn. Thì thầm Sơn lại dàn tít tít. áo thôi. Đó. Con này thì để cho anh chị có hôm nay giảm xuống đi còn 8 triệu 8 đi. À, 8 triệu 8 8 hả? triệu 8 Rồi, có gì ở nha. VS xe Nhật nhá anh em. Đó, 2012 biển 60. 8 triệu 800. Giờ này con Future FI Đó. 215 Phụ biển trợ 60 FI. luôn. Đấy, con này là bánh mâm thăng đĩa. Bấm nhẹ cái này. Vặn nhẹ cái Đó. này đi. Máy nhẹ, cực Máy kỳ êm. êm. Con này thì hôm nay giảm xuống cho chị còn 13 8 thôi. Đó, 13 triệu 8. Rồi. Rồi. Sau này có Ở đây có Sirius. CRC xe 2022 biển 83 Sóc Trăng, xe rất là đẹp. 2022 đời cao em nhé. Màu rất là Đó. đẹp nhá. Rất cứng luôn. Máy là êm thì thầm. Máy móc êm, dàn chân ốc tán cực kỳ đẹp anh em này. Bánh mâm thắng đĩa cực kỳ đẹp nhá. Đó. Con này rất là đẹp, Mâm đĩa luôn. để cho chị 14 8 thôi. 148 2022 ha. Rất mềm. Ok. Đi 29.000. Sang Rồi. bên này có con này là À, S135. S135. Biển Sài Gòn 2013. Con này thì hôm nọ bực trước nó màu xám xám này. Em vừa thay bình trắng rồi. Ok. Đẹp luôn. Đó, thay cái bửng à. Dàn áo thì liên lạc em nhé. Biển số Sài Gòn 3 đinh chấp nhé. Để cho anh chị có hôm nay giảm xuống có 11 8 nữa. Rồi, quần 118. 3 đinh chấp. Đó, 2013 biến Sài Gòn. Con này là bao tranh chấp nhá. Rất đẹp. Đó, giấy tờ vẫn đầy đủ em nhé. Cà vẹt đi phà đi làm thì không ai hỏi đâu các bạn. Rồi. Sau đây có hai con S150. 150 216. Con này là 2016. Biển số 68 Kiên Giang. Con này để cho anh chị là 16 8 thôi. Cũng hết xăng. 16 16 triệu 8. 8. Sau Đó, đây biển 68 luôn. con này là biển 85 Ninh Thuận 216 luôn. Đó. Con này để 168. 168 luôn. Máy là êm zin. Đó, thì thầm luôn ha. Vỏ trước sau là mới thay vỏ Michelin khá là êm. Rồi, ok. Vỏ còn khá mới. Dàn áo là zin đấy. 168. 168. Rồi. Sang bên cạnh này. Còn Con này là con S150 này màu nhìn đỏ khá là nhám. cứng luôn. Rất là cứng bắt mắt nhé. Ha. 2019 Đồ biển nhám. 36 của Thanh Hóa đi 25.000 cây rồi. Để nhẹ cái nổ thôi, máy móc thì êm thì thầm. Để cho chị có 24 triệu 800 nghìn. Rồi, 248 ha. Còn bên này cũng Sang này là S150. 150, con này là 38 Hà Tĩnh 2020 đi 25.000 cây luôn. Rồi. Con này cũng để cho anh chị là 24 triệu 800 nghìn. 248 biển Hà 48. Tĩnh ha. Rồi, đây thì Sang có này mới có kinh. mới kinh. Con này mới kinh, Đó. xe này xe mới kinh biển số Sài Gòn, xe lên khá là nhiều đồ chơi. Đó, lên keng nhiều tay côn tay Đó, thắng tay này, thắng tùm tay lum này. côn. Con này thì Đó. để cho anh chị có 20 triệu bao tranh chấp thôi, Đó. 2017 lận nha anh em. Đó. 20 triệu bao tranh chấp anh em nhé. Đó, mới kinh rất Mới là kinh rẻ luôn. đó. Bao tranh chấp thì giấy tờ vẫn là đầy đủ cho anh em chạy ha. Đúng rồi. Đó. Có rẻ luôn. Sang tiếp đến con này mẫu đời cao 29 lận. Con này 29 nè, đẹp 150. Xe biển 69 Cà Mau. Đó. Máy là êm zin. Rồi, tầm ha. À, máy Đi là êm luôn, không zin. ok. Làm lại máy rồi nha anh em. Đi tem đấu rất là đẹp, đi cầu, tay côn tay thắng đồ chơi, bóp rất là nhẹ. Bộ số Đó. gãy, Bộ mâm số CNC mâm S135 nhìn nó xuống xe rất là đẹp. rồi Con này thì để cho anh chị có 19 triệu 8 thôi, xe làm máy rồi. à 19 8 ha Nhưng mà hay làm là làm từ hãng, thay lòng hãng thôi. à đồng hãng luôn
19 triệu 8 nhá, biển 69 ha. 9 Cà Mau. Đó. Rồi, thì anh em mà quan tâm cái chiếc xe nào cần chi tiết hơn thì mình cứ liên hệ Zalo Bạn Trọng ha. Đấy, cửa hàng thì vẫn có mua bán trao đổi, có ship xe toàn quốc luôn. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên nhá. Mình trả trước 30% giá trị xe. Nói chung là những cái dòng xe mà dưới 30 triệu thì anh em không cần trả trước cũng được ha. Đúng. Nhưng mà mình có tiền mình trả trước một ít thì mình dễ lên hồ sơ hơn ha. Đó. Rồi thì mình đọc lại cái địa chỉ cửa hàng nhé. Địa chỉ cửa hàng thì nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Và số điện thoại Bạn Trọng thì mình có ghi trên màn hình rồi. Anh em mà quan tâm thì mình cứ inbox nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha. Rồi ok, rồi chào Bạn Trọng ha. Đó, chào anh chị và các bạn. Rồi ok, anh em đang xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review thêm các mẫu xe khác cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.